Câu chuyện phiên vị, ai diễn chính, ai diễn phụ đã trở thành một nỗi ám ảnh khó giải thích của showbiz chung. Mới đây, cư dân mạng đã chỉ ra một số bộ phim trong đó lượng diễn viên chính lên đến cả chục người. Có lẽ nhà sản xuất không muốn làm mất lòng bất cứ diễn viên nào. Trong Phong Khởi Lạc Dương, Hoàng Hiên, Vương Nhất Bác, Tống Thiến cùng là vai chính. Ngoài ra còn có một loạt diễn viên khách mời đóng chính đặc biệt gồm Tống Giật, Vịnh Mai, Lưu Đoan Đoan, Trương Đạc, Trương Lệ, Trương Hi Lâm, Cao Thự Quang, Thi Vũ, Ninh Văn Đồng, Phùng Huy. Tuyết Trung hãn đao hành còn dữ hơn khi chia ra bảng nam và bảng nữ. Nhân vật chính gồm nam chính quan trọng nhất Trương Nhược Quân, Hồ Quân, nữ chính Lý Canh Hy và đặc biệt đóng chính Cao Vĩ Quang. Đó là chưa kể một loạt diễn viên khác được xếp tên theo bảng chữ cái với những chức danh như đặc biệt được mời đóng chính, diễn viên chính quan trọng, hợp tác đóng chính gồm Lưu Đoan Đoan, Thư Tâm, Chí Điền, Tiểu Khiết, Vương Thiên Thần, Trương Thiên Ái, Đồng Khiết, Lý Thuần, Lý Niệm, Văn Vịnh San. Trước lượng diễn viên chính đồ sộ, nhiều cư dân mạng nói đùa có lẽ chỉ diễn viên quần chúng mới được coi là diễn viên phụ. Chuyện phiên vị trong phim chung một phần vì ngôi sao đấu đá nhau, một phần cũng vì fan người này muốn tranh thành tích với fan người khác. Nhà sản xuất bị kẹt giữa nhiều phía, đành làm cách này để hòa cả làng. Bình luận của cư dân mạng, danh sách đóng chính tràn màn hình. Quan trọng nhất, đặc biệt đóng, đặc biệt được mời, đặc biệt tham gia, rồi một đống đóng chính. Ý là phim không có nhân vật phụ phải không? Không phải nhờ các nhà phân tích phiên vị làm ăn năng suất quá nên các nhà marketing vắt não ra suy nghĩ làm thế nào cho vẹn cả đôi sao. Mỗi ngày đều phải đọc mấy tin tranh phiên vị như này cảm thấy mệt lắm luôn. Mà có mỗi showbiz khởi xướng vụ này thôi chứ ai rảnh đâu. Vài năm nữa chắc chỉ còn diễn viên quần chúng là phụ, còn lại đóng chính hết. Làm chính thế thì lỡ chẳng may phim flop thì đổ cho ai. Phim chưa chiếu thì tranh nhau vai chính, tới lúc phim chiếu rồi mà không hot như mong đợi thì thay nhau đổ tội cho vai phụ. Ở Hàn mấy vị ảnh đế, ảnh hậu xuất hiện chung phim là bình thường mà chưa thấy ai đòi phiên vị là cái gì. Ở chung dăm ba cái bộ ngôn tình ăn liền cũng tranh nhau cái danh hão, đúng mắc mệt. Trước đó, cuộc tranh giành vị trí của hai nữ diễn viên Giang Sơ Ảnh và Đồng Lệ Á trong phim 30 chưa phải là hết đã từng trở thành đề tài được quan tâm tìm kiếm trên mạng. Nguyên nhân vụ việc là do vai diễn của Đồng Lệ Á bị Giang Sơ Ảnh áp đảo, cộng thêm vấn đề tạo hình nhân vật, cuối cùng Đồng Lệ Á bỏ vai. Đối với việc này, câu trả lời của Giang Sơ Ảnh lại đầy cảm xúc cá nhân. Tôi không cho rằng phiên vị là tiêu chuẩn đánh giá một diễn viên giỏi hay dở. Tôi cũng không ngại sự xuất hiện của một diễn viên có phẩm chất nào với bất kỳ vị trí nào. Về phía Đồng Lệ Á, cô cũng nói mình không quan tâm đến phiên vị. Một vụ tranh giành đất diễn khác được quan tâm không kém đến từ bộ phim Hữu Phỉ. Đây là tác phẩm đánh dấu sự trở lại của Triệu Lệ Dĩnh sau thời gian nghỉ thai sản. Những vụ lùm xùm như đoàn làm phim chỉnh sửa kịch bản lung tung, tự ý tăng thêm đất diễn cho diễn viên phụ được lan truyền rộng rãi, không những thu hút sự chú ý của dân mạng và fan hâm mộ, mà còn thành công khiến tác giả và người giữ bản quyền phải lên tiếng, tuyên bố tuyệt đối không cho phép đoàn làm phim làm loạn kịch bản. Còn Triệu Lệ Dĩnh, sở dĩ lần đó cô cương quyết như vậy là vì Hữu Phỉ là bộ phim được cô đặt nhiều kỳ vọng, hơn nữa còn hợp tác với tiểu sinh đang hot Vương Nhất Bác. Vì thế Triệu Lệ Dĩnh tràn đầy mong đợi đối với bộ phim này, sau khi tái xuất có thể lấy lại danh tiếng hay không đều dựa vào nó. Tuy nhiên, vai phụ được tăng đất diễn khiến vai nữ chính của Triệu Lệ Dĩnh bị lu mờ đi rất nhiều. Quan trọng hơn nữa là việc tăng đất diễn vô tội vạ rất có thể khiến Hữu Phỉ trở thành một bộ phim nát. Đây là việc Triệu Lệ Dĩnh không thể nhẫn nhịn. Theo thông tin được tiết lộ, vai phụ được tăng đất diễn là vai nữ thứ hai Trương Tuệ Văn và vai nữ thứ ba Châu Khiết Quỳnh. Sau khi Triệu Lệ Dĩnh đăng ảnh, fan hâm mộ của cô đã lên mạng chửi đồng. Trương Tuệ Văn và Châu Khiết Quỳnh không bận tâm đến những lời chửi đồng này, nhưng fan hâm mộ của Châu Khiết Quỳnh lại không thể im lặng, cũng lên mạng bóc mẽ Triệu Lệ Dĩnh, nói đất diễn của Triệu Lệ Dĩnh như vậy là quá nhiều. Thật ra, cuộc chiến tranh giành đất diễn trong làng giải trí Trung Quốc không chỉ dừng lại ở nữ diễn viên. Nam diễn viên cũng tranh nhau đến sứt đầu mẻ chán. Trong phim điện ảnh Đạo Mũ Bút Ký, còn nhớ fan hâm mộ cũng vì vị trí của tỉnh Bách Nhiên và Lộc Hàm mà ra tay đánh nhau. Có người cho rằng Lộc Hàm có sức ảnh hưởng rộng lớn, vậy vai trò phiên nhất đương nhiên thuộc về Lộc Hàm. Mà fan hâm mộ tỉnh Bách Nhiên lại cho rằng thần tượng của mình có thâm niên trên màn ảnh rộng, anh là phiên nhất mới đúng. Cuối cùng không còn cách nào khác, trên poster của bộ phim Đạo Mũ Bút Ký, vị trí của tỉnh Bách Nhiên và Lộc Hàm bằng nhau không phân cao thấp, trở thành sản phẩm của sự thỏa hiệp.